Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn. Hôm nay tôi làm cái video giải đáp cho các anh em. Cũng rất là nhiều người hỏi là vẽ một cái sơ đồ hoặc là hướng dẫn cách đấu với công tắc quạt dàn lạnh vào cái chở quạt và gây ra ngắt lạnh. Thì hôm nay tôi sẽ vẽ một cái sơ đồ đây. Thì đây, như sơ đồ đây thì các bạn nhìn đây. Đây là công tắc này, công tắc quạt gió. Đây tượng trưng là công tắc quạt gió này. Đây là nó có ký hiệu, ở cái công tắc nó có ký hiệu nhé. B, C, L, H, M. Đây tôi đang vẽ hết sơ đồ này. B là cọc dương. Dương này mình có thể mình lấy từ ổ khóa điện, mình bật ổ khóa điện lên, nhưng mà là mình lấy cọc dương vào. Còn đây là dây len ngắt lạnh này, chở quạt này, ra quạt dàn lạnh này, van áp này, đây là dây mát này. Mát này mình có thể mình đấu vào đâu cũng được, vỏ xe cũng được, hoặc là mình đấu một cái dây len. Thì đây như các bạn nhìn cái ở cái công tắc ấy, nó có cái ký hiệu này. Ví dụ như là nó có số 123 thì là cái đây là số to nhất, thì các bạn sẽ đấu vào cái chở quạt đây. Đây là tượng trưng chở quạt này. Chở quạt này nó cũng có 3 chân đúng không? Cái này 3 chân mình dò ra cái chở này. Thì cái này là khi mình đấu là đứng chân cái là nó sẽ số 1 nó chạy chậm, số 2 chạy và số 3 chạy nhanh. Thì sau khi mình đấu xong rồi đúng không? Mình nhìn đây cái chân này, chân C này là nó ra dơ lên ngắt lạnh này. Từ dơ lên ngắt lạnh nó ra van áp. Van áp này thì nó sẽ bắt vào cái phin lọc ga. Thì các bạn nhìn cái sơ đồ này các bạn sẽ hiểu. Thì sau khi tôi giới thiệu xong này thì tôi sẽ đấu trực tiếp vào cái chở quạt với công tắc như dây len ngắt lạnh, thì anh em cũng sẽ dễ hiểu hơn. Nhìn như này thì anh em sẽ hiểu một phần. Dây này là dây mát, chúng tinh mát này mình bắt vào xe. Thì đây mình sẽ có một cái công tắc này. Đây là công tắc quạt gió này, nó như trên cái hình vẽ này mình cũng đã vẽ sẵn rồi. Và đây là cái chở quạt này. Dây len ngắt lạnh này, đấy, quạt gió này, đây là quạt dàn lạnh này, dây B là dây dương đây, dây này dây lửa vào này. Khi chúng ta bật chìa khóa điện lên là chúng ta là tìm một cái đường lửa chúng ta đấu vào đây. Đấy, khi mình tắt chìa khóa điện đi thì nó phải mất điện, mình sẽ đấu vào cái cọc B này. Thì như cái này là tôi đã đấu sẵn rồi, như ở trên hình vẽ là tôi đã hướng dẫn các bạn này. Là nó có số 123 thì ba cái dây này nó sẽ ra 123. Còn nó cái chở quạt này, cái dây ở chở cái chở quạt này nó sẽ ra một cái dây lửa đúng không? Chúng ta sẽ đấu vào cái dây dương của cái quạt này. Đó. Dây mát. Mát thì mình sẽ lấy ở vỏ xe hoặc là lấy ở bất cứ chỗ nào cũng được. Có cái quạt dàn lạnh này, bởi vì cái này nó là lắp thêm mà. Dương đấu vào đây. Dây này là dây C. C thì ta đấu ra dây len ngắt lạnh. Dây len ngắt lạnh nhá. C đấu ra dây len ngắt lạnh này. Thì từ cái dây len ngắt lạnh này đi ra van áp suất đấy, mình gọi là van áp nóng được. Đây là dây len lạnh ra van áp, cái là mình từ van áp mình bắt đầu mới ra lốc đấy, xong rồi ra lốc mình còn ra quạt dàn nóng rồi ra các thứ. Thì hôm nào tôi sẽ làm một cái video đấy, tôi sẽ làm một cái video đấu hoàn chỉnh, lắp hoàn thiện một cái video và thử. Đó, số 1 này các bạn nhìn, số 1 quạt chạy này, số 2 chạy vừa này. Cái này phải cho vào đây, bởi vì bản thân cái này nó phải có gió nó qua, không gió qua là nó sẽ cháy cái này ngay. Và số 3 này. Đấy, chạy rất tít luôn. Bật lại này, 1 này, số 1 chạy rất chậm. Số 2 này. Số 3 này. Thông thường những cái xe nguyên bản ấy thì nó có một cái gọi là số 4. Số 4 là nó là điện trực tiếp, nó thông qua công tắc nhưng mà không thông qua chở quạt. Cái này mình đấu thêm này thì cái chở này nó không có cái kiểu thông mạch đấy. Nếu mà thông mạch đấy thì mình sẽ đấu theo kiểu khác. Đây là tôi vừa mới hướng dẫn đấu xong một bộ công tắc đấu qua chở quạt. Chở quạt đồng hay mình còn gọi là số quạt được. Qua quạt dàn lạnh và đấu dây len ngắt lạnh. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi.
trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn